Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Khải Toàn hướng dẫn hướng xuất hành, hướng tốt khi ngồi quyết định việc hệ trọng, hướng tốt mỗi ngày bước xuống giường và những thay đổi phong thủy theo phi tinh năm 2021 và một phần năm 2022. Những thay đổi tuy đơn giản nhưng hiệu quả ứng nghiệm ngoài mong đợi, ứng nghiệm về công danh, về gia đạo, về tình duyên hay con cái. Bạn có cơ duyên xem được video này nhưng cần chính bản thân các bạn kiên trì thay đổi, có lòng tin vào chính mình mới có thể cải biến cuộc sống. Nếu các bạn tin vào nhân quả, Khải Toàn chân thành khuyên hãy dành thời gian tu tập. Tu tập giúp con người giảm tạp khí, bồi dưỡng phước huệ. Phong thủy giúp gia tăng cơ hội kiếm tiền, có phước trước thì tiền của sẽ đến sau. Trước khi nói về phi tinh, các bạn nên tìm hiểu thêm về hậu thiên bát quái và dụng thần bát tự. Theo đồ hình này, trong hậu thiên bát quái, mỗi phương vị đại diện cho một thành viên. Ví dụ bạn là nữ gia chủ, phương vị bạn quan tâm nhất là Tây Nam. Nếu bạn là nam gia chủ, góc bạn quan tâm nhất là Tây Bắc, tương tự như con gái lớn, con trai lớn. Trong kênh YouTube, TikTok, website của Khải Toàn có nhiều bài về dụng thần bát tự. Ví dụ bạn là nam gia chủ, sinh mùa hè, kỵ hỏa thiếu thủy, thì tại phương vị Tây Bắc không nên có nhiều màu đỏ tím cam, không nên có bếp, không nên có nhiều đồ vật thuộc nhiệt hoặc là tranh ảnh tượng ngựa chó, sẽ làm bạn không thoải mái khi trở về nhà. Bạn thiếu thủy nên phương vị Tây Bắc này trong nhà nên có màu xanh dương, tranh cá, thạch anh đen. Sau đó kết hợp cùng phi tinh mỗi năm sẽ đạt hiệu quả phong thủy cao. Đây là hướng dẫn phân cung và đo tọa độ nhà. Khải Toàn xin hướng dẫn sơ qua về đo tọa độ nhà và phân cung. Hoặc các bạn vào kênh YouTube đã có video hướng dẫn riêng phần này rất chi tiết. Ngoài ra, Khải Toàn đã làm các video về nhà theo 8 hướng, theo huyền không phi tinh, mời các bạn xem qua. Các bạn có thể vào phần thông tin video, có kèm link tải về hình la bàn này, in và cắt ra cho tiện việc phân khung nhà. Lấy thước đo chiều ngang và chiều dài của ngôi nhà. Lấy thước đo diện tích của các phòng nếu có thể. Vẽ lên tờ giấy A4 theo hai hình ví dụ này. Đây là nhà phố, đây là nhà căn hộ. Ví dụ nhà căn hộ ngang 8.5 dài 10m, nhà phố ngang 3m5 dài 6.8m. Vẽ được diện tích ngôi nhà, ta nên chia nhà thành 9 ô. Lấy chiều ngang chia 3 và chiều dài chia 3 ra 9 ô. Trong hai hình minh họa này, ô ở giữa được gọi là ô trung cung. Với nhà phố, ta đứng bên ngoài nhà, giữa chiều ngang của ngôi nhà. Để tìm ra tọa độ, mặt hướng ra đường. Ví dụ ngôi nhà này 232 độ Tây Nam. Với nhà căn hộ, ta đứng bên ngoài cửa chính. Bên đây là nhà của hàng xóm, bên đây là cửa chính. Ví dụ căn hộ này cửa 90 độ. Hình la bàn sau khi tải về cắt ra, các vị nên khoét một lỗ ở giữa. Lỗ ở giữa này trùng với lại tâm của ngôi nhà. Tâm ngôi nhà ta lấy thước kẻ chéo hai góc, xác định được điểm giữa của ngôi nhà. Đặt hình la bàn lên bản vẽ nhà, xoay tọa độ khớp với hướng nhà. Trong trường hợp này 232 độ sẽ ngay đây. Ta đánh dấu 8 điểm phân cung bởi 8 hướng. Tương tự căn hộ, ta chấm ngay giữa của tâm ngôi nhà. Xoay tọa độ đúng với hướng nhà tọa độ ta đã lấy. Đánh dấu 8 điểm bởi 8 hướng. Ta đã phân cung được ngôi nhà, ô ở giữa được gọi là trung cung. Trong ví dụ này, đây là nhà phố. Trong ví dụ này, đây là nhà căn hộ.
Khải Toàn đã làm một video giải thích về lý khí là gì, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Trong năm 2021, mỗi ngày thức dậy nên bước xuống giường hoặc là xuống nệm, mặt hướng về hướng nam, hướng đông bắc hoặc hướng tây. Nên ngồi làm việc hoặc ra quyết định khi ngồi ở hướng này, hoặc khi ngồi mặt có thể hướng về các hướng này. Có thể đặt két sắt hoặc một hộp đựng tiền, đựng trang sức ở đông bắc hoặc hướng tây, sẽ giúp gia tăng cơ hội tiền vào nhiều ra ít. Với năm 2022, hướng tốt là hướng nam, hướng bắc và hướng đông bắc. Đầu tiên, tại trung cung nhà, theo sự dịch chuyển của phi tinh, nếu là năm 2021, ngôi sao số 6 lục bạch sẽ nhập trung cung, tức ô giữa nhà. Số 6 lục bạch chủ về tài vận, quan lộc, hiện tại là sao thoái khí, lục bạch thuộc hành kim. Để hóa giải sau này, tại nơi này, tức là tại trung cung, không nên đặt nhiều đồ vật thuộc hành kim, bao gồm màu trắng xám, kim loại, dao kéo, gương, đồ đồng. Thay vào đó nên có vật thuộc hành thủy. Thủy nhằm tiết hao kim. Ví dụ đá thạch anh đen, tranh cá, đơn giản nhất là một tấm thảm màu xanh dương hoặc đồ vật màu đen. Nếu là năm 2022, tại trung cung này có ngũ hoàng hung tinh nhập vào trung cung, nơi này kỵ hỏa, kỵ tiếng ồn, kỵ nhiều tạp vật, cần kim để hóa sát. Tiếp theo là hướng nam. 2021 và 2022 hướng nam đều có sao các tinh nhập cung. Nếu năm 2021 sao số 1 nhất bạch thuộc hành thủy nhập cung, đây là ngôi sao tốt, chủ về nhân duyên, tài phú. Cách tăng vượng khí cho ngôi sao này trong năm 2021: không nên có nhiều ngũ hành thuộc mộc hoặc nhiều cây cối. Có thể đặt nơi này một chiếc quạt giúp khuếch tán không khí. Tại nơi này nên có vật thuộc hành thủy, màu đen, màu xanh dương. Thủy động là nước sạch, chuyển động như hồ cá, thác nước, vòi nước. Thủy tĩnh là tranh cá, tranh sông nước, tượng chuột, tượng heo. Đơn giản nhất là tấm thảm màu xanh dương hoặc một viên đá thạch anh màu đen. Ưu tiên chỗ ngồi làm việc, đọc sách ở phương vị này. Quẻ hướng nam là quẻ ly, đại diện con gái thứ. Bài trí phong thủy phương vị này tốt, đại diện cho con gái thứ dễ có tin vui. Tại hướng nam, nếu là năm 2022 sẽ có sao số 9 cử tử nhập cung thuộc hành hỏa, sao tốt về nhân duyên và chuyện vui. Nơi này có thể đặt vật thuộc mộc hoặc hỏa giúp tăng vận tốt. Thờ cúng hay phong thủy đơn giản là những phương tiện trong đời sống. Phương là phương pháp, ta dùng phương pháp nào tiện lợi cho ta là tốt nhất. 2021 và 2022 hướng tây nam này đều có sao hung tinh nhập cung. Tây nam quẻ khôn, đại diện cho người mẹ, người nữ đứng đầu công ty. Nếu bài trí sai phong thủy, người nữ dễ phạm thị phi, phạm kiện tụng, sức khỏe kém. Vì vậy nên chú trọng phương vị này. Năm 2021 sao số 3 tam bích thuộc hành mộc là ngôi sao hung tinh, chủ về sự tranh chấp, hao tốn thị phi hoặc kiện tụng. Tây nam đại diện cho người mẹ nên cần lưu tâm. Vào năm 2022, số 2 nhị hắc thuộc hành thổ là hung tinh, chủ về bệnh tật, sẽ nhập vào tây nam. Cách hóa giải sau này năm 2021: tại phương vị này không nên có nhiều cây cối, không nên có màu xanh lá, đồ gỗ, sách báo cũ. Thay vào đó nên có hỏa, nên có thảm đỏ, tranh ngựa, tranh mặt trời hoặc là tranh cờ đỏ sao vàng, hoặc là một bức tranh, hoặc là một bức tường sơn màu đỏ. Đặc biệt không nên động, không nên có loa, quạt hoặc là ghế massage. Nếu lá số người mẹ, người nữ giám đốc sinh mùa hè kỵ hỏa thì nơi này cần hỏa vừa đủ. Ví dụ như một viên thạch anh tím hoặc một bức tranh nhỏ, không nên có nhiều hỏa. Năm 2022 để hóa giải tại phương vị này nên dọn sạch sẽ. Kỵ hỏa, kỵ màu đỏ nên có kim, đồ đồng để hóa sát sau nhị hắc. Nếu năm 2021 có sao số 8 bát bạch các tinh nhập cung thì qua 2022 sao số 7 thất xích thứ hung nhập vào chính tây. Vào năm 2021, số 8 bát bạch thuộc hành thổ là sao tốt,
chủ về thăng tiến, tài lộc, may mắn, nên có hỏa hoặc thổ sinh vượng khí cho nơi này. Đang ở vận 8, sao Bắc Bạch là sao đương lệnh là đại cát tinh. Cách vượng khí năm 2021 tại hướng Tây nên có hỏa hoặc thổ, nên có thảm đỏ, tranh ngựa hoặc một góc tường sơn màu đỏ. Có thể dùng đá thạch anh tím, những đồ vật màu đỏ như hoa đỏ, nến đỏ. Có thể ngồi làm việc đọc sách ở phương vị này. Hướng Tây vào năm 2022, sao Thất Xích thuộc hành kim là sao hung tinh, chủ về hao tài thị phi kiện tụng. Nơi này không nên có kim, không nên có màu trắng xám, nên đặt một trái hồ lô hoặc kỳ lân hoặc là tỳ hưu. Bạn có bài trí bao nhiêu vật phẩm phong thủy đắt tiền, có cúng kiến bao nhiêu sính lễ. Khi tâm bạn bất thiện, về nhà thiếu hòa thuận thì phong thủy hoàn toàn không khả dụng. Tây Bắc đại diện cho quẻ càn, đại diện cho nam gia chủ, người đứng đầu công ty. Nếu bài trí sai phong thủy, người cha, người đứng đầu công ty dễ phạm thị phi kiện tụng hoặc liên quan đến giao kéo. Vì vậy nên chú trọng phương vị này. 2021 và 2022 hướng Tây Bắc đều dễ có hiện tượng đao kiếm sát. Vào năm 2021, sao số 7 Thất Xích thuộc hành kim, chủ về hao tài, kiện tụng, thị phi. Phương vị này không nên có nhiều kim loại, gương và cả đồ gốm sứ, dễ dẫn đến mổ xẻ. Nếu có loa quạt, dễ dẫn đến kiện tụng thị phi, lời qua tiếng lại trong gia đình. Cách hóa giải sau này năm 2021, tại nơi này không nên đặt nhiều đồ vật thuộc hành kim, bao gồm màu trắng xám, kim loại, dao kéo, gương, đồ đồng. Hướng Tây Bắc năm này thích tĩnh, không thích động, không nên có quạt, loa, ghế massage. Nên có một ít thủy tiết hao kim, ví dụ tranh cá, đá thạch anh đen, thảm xanh dương hoặc một cặp kỳ lân tỳ hưu. Ngoài ra, tránh để đồ đạc lộn xộn, nhất là tạp vật, vì tạp vật là thổ sẽ sinh vượng thêm kim. Hướng Tây Bắc vào năm 2022, tại hướng Tây Bắc sao số 6 lục bạch hành kim, không nên để nhiều đồ vật thuộc hành kim, màu trắng xám, gương, đồ đồng. Thay vào đó nên có một ít đồ vật thuộc hành thủy để tiết hao kim. Hướng Bắc vào năm 2021 có sao hung tinh thì năm 2022 có nhất bạch cát tinh. Hướng Bắc đại diện cho con trai thứ. Vào năm 2021, sao số 2 nhị hắc thuộc hành thổ là sao hung tinh, chủ về bệnh tật, sức khỏe kém, nên sạch sẽ, thông thoáng, không nên có quạt, không nên động phương vị này. Cách hóa giải, tại phương vị Bắc năm này nên dọn sạch sẽ, không nên có hành hỏa như màu đỏ, cam, tím, không nên có giày dép cũ, tạp vật hoặc là đồ gốm sứ. Thay vào đó nên có hành kim để hóa sát như đồ đồng, thảm, gương, chanh gà, chanh núi phú sĩ. Hiệu quả nhất là một hồ lô làm bằng đồng hoặc là đơn giản chỉ là một sâu tiền 6 đồng. Hướng Bắc vào năm 2022 có sao số 1 nhất bạch là sao tốt, nên có thủy giúp thêm cơ hội tăng tài lộc. 2021 và 2022 hướng Đông Bắc đều có hai sao tốt nhập cung. Nếu là năm 2021 có sao số 9 cũ tử thuộc hành hỏa nhập cung, sao tốt chủ về nhân duyên, chuyện vui, điềm lành trong cuộc sống. Cách vượng khí năm 2021 sau này: không nên có nhiều hành thổ, không nên có màu nâu hoặc đồ gốm sứ. Ghế massage, đàn piano là thuộc thổ. Nên có hành hỏa hoặc mộc, ví dụ màu đỏ, tím, hồng, thảm đỏ, tranh ngựa, tranh mặt trời, đá thạch anh tím. Có thể ngồi làm việc nghỉ ngơi phương vị này. Ưu tiên đặt tủ tiền kết sắt ở phương vị Đông Bắc này trong 2 năm nay. Hướng Đông Bắc vào năm 2022, sao số 8 Bát Bạch thuộc hành thổ là sao cát tinh, chủ về thăng tiến, tài lộc, may mắn. Nên có hỏa hoặc thổ để sinh vượng khí, thêm nhiều cơ hội về tài lộc và tin vui. Phong thủy giúp thuận lợi về tài lộc nhưng không phải vạn năng, vì phong thủy không thay đổi được nhân quả. Ví dụ chịu khó học sẽ có kiến thức. Mộc vượng 2 năm liên tiếp tại hướng Đông. Hướng Đông đại diện cho con trai lớn,
Nếu con trai lớn sinh mùa xuân Kỷ Mộc, 2 năm này vận con trai lớn có biến động. Vào năm 2021, sao số 4 tứ lục thuộc hành Mộc là ngôi sao khá tốt về học hành trí thức thi cử. Nếu bài trí Mộc xấu xí nơi này dễ dẫn đến thị phi, học nhiều không thông. Cách tăng vượng khí: không nên có mộc xấu xí như giày dép cũ, sách báo cũ, cây héo úa. Tứ lục là sao tốt nhưng đã thoái khí, cần mộc vừa phải ở phương vị này, có thể đặt chút văn xương, cây lưỡi hổ, sách vở mới, túi sách và mũ nón đẹp nơi này, có thể bài bàn học hoặc bàn đọc sách phương vị này. Vợ chồng mới cưới muốn sinh con trai hãy sinh vượng mộc ở hướng đông này, nhưng vào năm 2022 không nên có quá nhiều mộc. Hướng đông vào năm 2022, sao số 3 tam bích nhập cung thuộc hành mộc là ngôi sao chủ về tranh chấp thị phi. Kỵ mộc nên có hỏa tiết hao. 3 năm tiếp theo của hướng đông nam không có sao tốt nhập cung. 2021 có ngũ hoàng hung tinh, 2022 có tứ lục, thì 2023 và 2024 có tam bích và nhị hắc hung tinh. Vì thế, những ai thuê nhà hướng này nên cân nhắc. Đông Nam quẻ tốn đại diện con gái lớn hoặc là con dâu lớn, bài trí sai phong thủy ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu là năm 2021, tại Đông Nam, sao số 5 ngũ hoàng hung tinh nhập vào, chủ về bệnh tật dễ liên quan đến giao kéo, ngũ hoàng đại sát thuộc hành thổ. Để hóa giải, tại Đông Nam nơi này không nên đặt nhiều đồ vật thuộc hành hỏa hoặc thổ là các màu tím, đỏ, cam, hồng, nâu. Những vật nhiều nhiệt như bếp lò, nồi cơm điện, tivi thuộc hành hỏa, đồ gốm sứ, đàn piano, ghế massage, máy giặt thuộc hành thổ. Nếu có thể dời đi thì tốt, nếu không dời được thì ít dùng. Nơi này không thích động, không nên có tiếng ồn, quạt, loa, nên sáng sủa sạch sẽ. Tại Đông Nam 2021 này cần hành kim để hóa sát, đơn giản nhất là sâu tiền 6 đồng hoặc tháp văn xương bằng đồng là có thể hóa sát. Tránh ngồi nằm lâu ở phương vị này. Hướng Đông Nam vào năm 2022 có sao số 4 tứ lục thuộc hành mộc là ngôi sao khá chủ về học hành thi cử, nên có mộc đẹp nơi này. Khải Toàn vừa hướng dẫn chi tiết cách bài trí theo cũ cung phi tinh lưu niên, hy vọng các bạn có thể ứng dụng nhằm mang lại vài phần tốt trong cuộc sống. Và đừng quên dành ít thời gian cho bản thân để tu tập, dành ít thời gian để nghe pháp thoại và ngồi thiền. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.